Khiếp vía, cận cảnh gian thương hồ biến rác thành rau nhà trồng organic. Theo phóng viên theo dõi tác nghiệp, người phụ nữ tên M nhặt khoai lang đã hư hỏng và bốc mùi hôi được vứt thành đống trên bãi rau bắp cải ở khu chợ B, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Cùng với bà M, có khoảng 10 người khác hì hục lựa từng củ khoai. Trong vai một người đi lượm rau củ phế phẩm, phóng viên chần chừ khi thấy mùi khoai lang thối bốc lên. Thấy vậy bà M liền trấn an: "Thối đâu mà thối, ngon muốn chết nè. Thối một tí chứ lành nguyên thì ai mà cho, ai mà bỏ ra. Ăn được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chê xấu như cứ đổ ra thì có người nhặt ngay." Cái này nó thối rồi, thối đâu mà thối. Nè, ngon muốn chết nè, thối đâu, thối một tí chứ mà thôi. Mà này như anh ra mà sao, ai mà bỏ ra. Nói rồi người này dùng dao cắt đôi củ khoai để chứng minh khoai còn dùng được và khoe hôm nay bà gặp may. Đến sau cùng nhưng nhặt được tới 3 bịch khoai lang. Trước đó bà M đã nhặt nhiều trái cà tím hư hỏng bị vứt tại bãi rác ở đường B chợ Thủ Đức. Đến khoảng 9 giờ, người này cột cái túi chứa rau củ phế phẩm nhặt được lên xe máy và chở về nhà như thường lệ. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bà M chở các loại rau củ như cà tím, khoai lang, khổ qua, bí đỏ, hành tây, bầu bí đao, khoai tây, dưa leo, táo, cam, v.v. ra căn nhà trên đường Thủ Khoa Huân, tỉnh Bình Dương để bày bán. Tất cả đều được cắt gọt bỏ phần hư hỏng, thối, bày tràn ra vỉa hè, ruồi bay, đậu khắp nơi. Hỏi tới thì bà cứ ậm ừ là rau của nhà trồng nên có sâu, tỉ tót lại, nói mà cứ như rau organic vậy đó. Người phụ nữ nói, rau củ bán theo mớ với giá từ 5.000 đồng trở lên một mớ và không bán theo ký. Khi phóng viên hỏi vì sao các củ khoai đều bị cắt gọt gần hết, bị mốc và chấm đen, thì người phụ nữ khẳng định đây là loại khoai ngon, bị đứt một phần khi đào, ăn được bình thường, có thể để lâu. Bà M nói và cho biết bà bán rau củ ở đây được hơn 10 năm. Gần 2 tuần có mặt tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phóng viên ghi nhận bà M thường xuyên nhặt nhạnh rau củ bỏ đi và chở về căn nhà trên rồi mang đi bán. Trong khoảng 1 giờ quan sát, chúng tôi ghi nhận có nhiều người ghé vào mua rau củ, trái cây của bà M. Khoảng 17 giờ, người phụ nữ đi bộ đến sạp của bà M để mua hàng. Sau một hồi chọn lựa, người này mua một túi cam hơn 10 quả. Trong đó có một số quả đã được cắt một nửa, một số quả có đốm đen với giá 10.000 đồng. Khi biết bà M nhặt rau củ quả từ các đống rác tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức về bán lại, người này hoảng hồn và vứt luôn bịch cam vừa mua. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Cái nào rồi đấy? Sao nó cắt mà nó ơi, có nữa nào? Đào khoai ở nhà đào nó mất á, những cái củ mất mình mang đi mình bán thôi, còn những cái củ nguyên mình bán.